Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một căn siêu phẩm nhà đẹp mặt tiền đường số của trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà với diện tích ngang 4m7, sâu vào 16m, thiết kế một trệt, đúc kiên cố hai lầu. Nhà mình sẽ có sân xe máy, phòng khách có thể đậu xe hơi được, phòng bếp và chúng ta sẽ có một phòng ngủ master và ba phòng ngủ nhỏ, có phòng thờ, sân thượng phía sau. Căn nhà mình hướng chính là hướng chính nam, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là đông tứ trạch và đang được giảm giá nha anh chị, với giá gốc trước đó là 8 tỷ 700 triệu, bây giờ giảm giá ngay 600 triệu đồng, chỉ còn giá bán là 8 tỷ 100 triệu đồng thôi. Đường trước nhà là con đường rộng 10m, đường thông kinh doanh buôn bán, mặt tiền đường số của trục đường Lê Đức Thọ nha. Con đường rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn. Chủ nhà trong tháng 7 thì giảm tới 600 triệu, bây giờ chỉ còn ra bán là 8 tỷ 100 triệu đồng thôi. Một căn nhà rất là đẹp, hướng chính nam nha quý vị. Anh chị cô chú nào quan tâm đến những căn nhà mặt tiền đường thông kinh doanh buôn bán thì chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng để được đi xem và sở hữu căn nhà này. Thiết kế rất là đẹp, sẽ có hai lầu và chúng ta sẽ có hai lớp cửa nha, một lớp cửa cổng sắt phía ngoài, bên trong thì có cửa nhôm Sinfa, trên thì được lợp mái thái. Khoảng sân 2m rưỡi, anh chị thoải mái đậu được 6 cái xe máy ngoài này. Ngang 4m7, sâu vào được 16m nha quý vị. Bên trong có cửa nhôm Sinfa, cửa trắng và có rèm cửa. Trong đây chúng ta sẽ được ốp sàn gỗ, gạch da gỗ rất là dài, khoảng phòng khách thì cực kỳ dài, chúng ta thoải mái đậu được xe hơi và làm phòng khách phía trong luôn. Căn nhà này thì nào muốn bố trí làm khu vực kinh doanh mỹ phẩm spa thì cũng rất là đẹp luôn nha. Đường thông giá bán bây giờ chỉ còn 8 tỷ 100 triệu đồng thôi. Phòng khách được tặng lại sofa, kệ tivi và ốp tường rất là đẹp luôn. Trên có trần thạch cao, đèn chùm. Ngang rộng gần 5m, cho vậy nhà mình rất là thông thoáng nha quý vị. Anh chị cô chú nào quan tâm thì chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Có quầy bar trong này luôn. Bây giờ chỉ còn giao bán với giá là 8 tỷ 100 triệu đồng thôi. Quầy bar thì chúng ta sẽ được trang trí rất là đẹp nha quý vị. Khu vực phía trong đây thì cầu thang được đúc rộng tầm 90, cũng đã hoa cương. Phòng bếp thì cũng được làm rất là rộng rãi nha. Bếp núc rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn. Tặng lại bộ bàn ăn 6 ghế gỗ gò đỏ. Bếp thì làm từ gỗ cam xe, ốp sàn gạch da gỗ. Nhà có cửa sổ phía sau nha, trên có làm quạt trần Panasonic. Căn nhà cũng làm rất là nhiều nội thất, giá bán chỉ còn giao là 8 tỷ 100 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm thì chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha mọi người. Căn nhà mặt tiền đường số rất là đẹp, rất là sang luôn. Chúng ta có thể kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời nha quý chị. Anh chị mua cho thuê cũng được. Giá bán chỉ còn 8 tỷ 100 triệu đồng thôi. Phòng khách cực kỳ đẹp nha. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1, khu vực phòng ngủ số 1, số 2. Căn nhà này chỉ có 2 lầu thôi nha, rất là dễ đi lại. Phòng ngủ sẽ được ốp sàn gỗ. Đây là phòng ngủ master này. Phòng ngủ master thì được ốp sàn gỗ và có hai bộ giường luôn. Hai bộ giường 1m8 kèm với nệm, tủ quần áo và kệ tivi. Phòng thì rất là rộng, anh chị có thể đánh bóng bàn, chơi cầu mây trong nhà, chơi cầu lông trong nhà luôn. Có máy lạnh, hai ngựa, tủ quần áo đầy đủ hết luôn. Nhà rất là đẹp, rất là sang trọng nha anh chị. Phòng ngủ rộng, đặc biệt là căn nhà mặt tiền đường số, kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề. Bên ngoài này có ban công này. Rất đẹp và sang trọng nha.
Phòng thì rất là rộng, có hai cái giường luôn. Chỉ còn rao bán với giá là 8 tỷ 100 triệu đồng thôi. Căn nhà hướng chính nam, khu vực nhà vệ sinh chúng ta cũng được làm rất là rộng rãi, một cầu khối, vòi sen thuyền, gạch ốp cao gần hết tường. Bây giờ chúng ta kiếm một căn nhà mặt tiền mà giá này thì không còn nữa. Anh chị nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới nhà Đạt Bá Hưng. Phòng ngủ số 2 chúng ta cũng có giường, tủ và máy lạnh đầy đủ hết luôn, toilet riêng hết nha. Đây là khu vực toilet số 3, có cửa sổ phía sau. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng ngủ số 3 và khu vực sân thượng, phòng thờ, phòng giặt đồ phía sau. Ba phòng ngủ, bốn nhà vệ sinh nha. Đây là khu vực phòng ngủ số 3 này, có toilet bên trong luôn, giường tủ máy lạnh đầy đủ hết nha quý vị. Nhà rất đẹp, rất sang rồi, giá hợp lý. Quý vị nào muốn mua thì hãy gọi ngay về tới bên em Hưng. Phía ngoài này sẽ là phòng thờ. Phòng thờ ở đây có ban công bên ngoài, và phía sau sẽ là khu vực sân thượng chúng ta giặt phơi đồ. Nhà chỉ có hai lầu thôi, rất là dễ dàng di chuyển. Trên có mái tôn, bên dưới thì được tặng lại bộ bàn ghế và làm khung sắt đầy đủ hết rồi. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị cô chú ở những video lần sau. Xin chào.